Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bích Phượng rất hân hạnh được có mặt ở tại công ty Cuba Studio và chúng tôi sẽ gặp gỡ ba vị khách đặc biệt. Và ngày hôm nay thì Bích Phượng trong buổi nói chuyện này thì thứ nhất là cho quý vị thấy là Bích Phượng ngày hôm nay lần đầu tiên đến thăm công ty Cuba và sau đó thì sẽ tìm hiểu và sẽ theo dõi theo cái tinh thần của anh chị em như thế nào sau lời phát biểu của thống đốc Newsom, và đồng thời chúng tôi có thể thấy được cái hướng đi cũng như là sự chuẩn bị của những vị chuyên gia này khi mà những tiệm nail được mở cửa trở lại. Và trước hết thì Bích Phượng xin hân hạnh được gặp gỡ Thelmy Trần là đại diện cho công ty Cuba. Xin chào mọi người ở trong Thelmy, xin chào quý vị khán giả có mặt trên Cuba Facebook Live. Và mến chào Thảo Vân. Thảo Vân là hiệu trưởng của trường AAI. Kính chào quý khán thính giả và chào chị Bích Phượng cũng như là Thelmy, và người đặc biệt nhất là Thảo Vân muốn được tiếp xúc ngày hôm nay đó là thị trưởng Trí Tạ. Đúng như vậy, và vị khách đặc biệt ngày hôm nay đó là thị trưởng của thành phố Westminster, ông Trí Tạ. Dạ, chúng tôi rất là cảm ơn lời giới thiệu của chị Bích Phượng. Xin thân chào chị Bích Phượng, xin thân chào chị Thelmy cũng như là thân chào chị Thảo Vân cùng với tất cả quý khán thính giả. Và thưa quý vị, trước khi đi vào chi tiết của buổi nói chuyện ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại ngay. Get ready for a gel lamp like you've never seen it before. The brand new Mani Pro Glo lamp is the sleekest on the market, with customizable color sleeves to match your mood. Whether you're feeling flirty or elegant, the Mani Pro Glo has got you covered. It's powerful, completely wireless, and built to last all day, so you can focus on your passion and creativity. It has amplified power to make sure your clients are comfortable and relaxed. With two stylish color combinations, the Mani Pro Glo is more than just a lamp. It's a fashionable accessory. Color me Kupa. Find it online at kupainc.com or call us at 1-800-994-5872. Get ready. Và Bích Phượng một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với Thelmy Trần, Thảo Vân và thị trưởng của thành phố Westminster Tạ Đức Trí. Và đi ngay vào chi tiết thì trước hết Bích Phượng muốn hỏi Thelmy, ngày hôm nay Bích Phượng đã có mặt ở công ty Cuba. Bích Phượng biết là công ty Cuba là một công ty dẫn đầu về sự thành công khi mà sản xuất những máy dũa cho những chuyên viên ở trong công nghệ nail salon. Thì xin mời Thelmy có thể bổ túc thêm những gì mà Thelmy có thể giới thiệu về Cuba. Em cũng xin trả lời câu hỏi của chị là công ty Cuba thì đã có mặt trên thị trường là tổng cộng là 36 năm. Và công ty Cuba là công ty dẫn đầu làm máy dũa nail, cung cấp máy dụ nail cho thị trường nail rất là chất lượng và mẫu mã thì rất là đẹp, và cái customer service của Cuba cũng number one, cho nên quý vị ngành móng rất ủng hộ cho công ty Cuba qua 36 năm qua. Và bây giờ Cuba cũng theo lời đề nghị của có nhiều khách hàng á, họ giống là họ mua máy, bây giờ họ nói ok bây giờ tôi muốn Cuba làm thêm more product. And then Cuba come out nó gel top, gel bê, rồi giống là những cái dụng cụ accessory để cung cấp thêm cho ngành móng. Cho nên thực ra bây giờ Cuba cũng có rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà sản phẩm của cái máy machine của Cuba giống là passport hay là máy tím, người ta gọi là UP200 là passport, mấy cái máy đó thì bây giờ cũng nó bán rất là chạy, người ta rất là ủng hộ trên thị trường của ngành nail mình, và ngành nail của tất cả các nước trên thế giới họ cũng đang chuộng cái máy Cuba. 36 năm là một cái thời gian rất là dài. Bởi vậy cho nên Phượng làm ở Viet-Face-TV thì Phượng cũng được nhiều khách hàng cũng hỏi, tại vì có bạn hot trên đài thì mong là Cuba sẽ thành công mãi mãi. Cảm ơn chị, cảm ơn khán giả và cảm ơn khách hàng của ngành nail đã ủng hộ cho Cuba 36 năm qua. Và nói đến thị trưởng Tạ Đức Trí thì có lẽ là một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng. Và ngày hôm nay thì có lẽ là Phượng nghĩ quý khán giả sẽ thắc mắc tại sao mà thị trưởng Tạ Đức Trí có mặt ở trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Riêng Bích Phượng thì được biết là khoảng chừng 10 năm trước đó, thì thỉnh thoảng gặp thị trưởng Tạ Đức Trí, lúc đó cũng chưa làm thị trưởng, ở ngoài cộng đồng, gặp nhau cộng đồng. Tuy nhiên Bích Phượng được biết rằng ông có một cái công việc rất là đặc biệt, đó là làm cho một công ty nổi tiếng gọi là Trade Magazine. Và cái position, tức là cái vai trò của ông lúc đó, cái chức vụ của ông đó là Managing Editor, tức là tổng thư ký, phải không anh? Dạ. Thì những cái thời gian mà làm ở trong cái công ty đó, ông viết về cái magazine gọi là Neo Salon magazine, đúng không? Dạ. Thì chắc có lẽ là ông có cái thời gian rất nhiều để tìm hiểu và tiếp xúc với những người trong cái lĩnh vực nail salon. Bích Phượng xin mời ông có thể chia sẻ thêm. Dạ, chúng tôi xin rất là cảm ơn chị Bích Phượng đã đề cập lại. Cách đây cũng 10 năm thì chúng tôi là tổng thư ký của một cái tờ báo chuyên về ngành nail. Thì trong cái thời gian đó, cách đây cũng hơn 10 năm thì chúng tôi có cơ hội để học hỏi, để tìm hiểu về hầu như rằng tất cả mọi những vấn đề hay những khía cạnh trong ngành nail. Thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi rất là ngưỡng mộ rất nhiều những chuyên gia về ngành nail, những người chủ tiệm salon, những người đi tiên phong ở trong ngành, đã tạo được một cái, đó là tạo được cái nền tảng cho những cái thế hệ về sau tiếp tục học hỏi. Thì chúng ta biết được cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại đó, là cái sự thành công trong ngành nail đó là cũng đến từ cái tính cần cù và chịu khó của người Việt Nam có sẵn. Thì ở tại Hoa Kỳ đó, thì theo như chúng tôi được biết đó, những con số mà có thể nói rằng cách đây hơn 10 năm đó, thì chúng tôi biết đó là cái sự tham gia của người Việt ở trong ngành nail đó, toàn quốc đó nha, có thể lên tới gần 50%. Đó là con số mà chúng tôi nói là cách đây hơn 10 năm. Còn cách đây hơn 10 năm đó, cái sự tham gia của người Việt trong ngành nail đó là 80%. Đó là những con số cách đây khoảng 10 năm. Thì chúng tôi không biết đó. Bây giờ là có thể con số này nó sẽ càng ngày càng tăng lên. Thành ra chính vì vậy đó là rất nhiều những cái chuyện gì mà ảnh hưởng tới ngành nail đó là ảnh hưởng tới cái đời sống của cộng đồng chúng ta. Và đặc biệt riêng về tiểu bang California, chúng ta biết khá rõ là một trong 50 tiểu bang mà đưa ra những cái luật khá là khắt khe đối với ngành nail. Thành ra chúng tôi thấy rằng các chuyên viên trong ngành nail họ luôn đi theo đúng những cái luật, tức là những cái luật về đó gìn giữ vệ sinh. Thành ra phải nói rằng á, nếu mà quý vị mà đi vào ngành nail đó thì quý vị sẽ thấy đó, người Việt Nam chúng ta rất là chịu khó theo đúng những cái luật lệ mà chính quyền tiểu bang đã đưa ra. Thành ra chúng ta thấy được cái sự mà chịu khó của cộng đồng Việt của chúng ta đã giúp cho những thế hệ mà đi tiên phong, đã tạo cơ hội cho những thế hệ về sau có thể tiếp tục học hỏi. Chúng ta thấy được rất nhiều gia đình tại Hoa Kỳ có con cái học thành tài, và bố mẹ, đa số thì rất nhiều bậc bố mẹ đã hy sinh trong ngành nail. Thành ra phải nói đây là cái ngành mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta Phương cũng đồng ý như vậy, phát triển trong hơn 4 thập niên qua. Thảo Vân với Thelmy chắc cũng đồng ý với thị trưởng Trí ha? Dạ đúng. Thì em với Thảo Vân thì cũng nằm trong ngành này thì cũng lâu năm, cho nên tụi em hiểu được là thị trưởng Trí Tạ có mặt hôm nay là tại vì thị trưởng đã có làm cho cái tờ báo Viet Salon Nail Magazine rất là lâu năm, cho nên thị trưởng rất là hiểu cái cảm giác và cái nỗi niềm của từng người thợ nail mình. Chúng mình đều đứng trên cái đôi chân và bàn tay, mình dùng cái sức lao động của mình và mình đứng lên trên cái nước Mỹ này, nhất là cái tiểu bang Cali này, rất là nhiều người Việt mình làm nail trong ngành nail. Cho nên chị thấy mới xảy ra sự kiện thì là ngành nail mình tiên phong trước, nào là làm thiện nguyện, nào là hy sinh những người cũng không có được mạnh khỏe như em cũng đau chân, em cũng may mát để ủng hộ, hay là những đồng bào ngành nail khác cũng ào ạt đem nào là tiền, nào là những cái mát, rồi những cái găng tay, những cái gì mà họ có thể có được ở trong cái tiệm của họ, họ đều đem hết cái ruột cái gan của họ, họ tặng cho đồng bào xung quanh của họ. Họ không kể là người Việt hay người gì, sắc tộc gì hết, mà họ vẫn lấy lòng, họ trải ra, họ sống hết, họ yêu thương, họ đến đây rồi họ cảm ơn nước Mỹ, và họ đã lấy lòng, họ trải ra để sống với cái đất nước Mỹ này. Đó, ngành nail của mình là như vậy. Thì cô Thảo Vân cũng thì thưa quý vị thấy là những lời trình bày của Thelmy rất là cảm động, phải không ạ? Và trở lại với thị trưởng Tạ Đức Trí thì Bích Phượng nhận thấy sau cái lời phát biểu của ông, chẳng những là thị trưởng Tạ Đức Trí có cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm về ngành nail salon, mà ông còn tỏ ra cái sự quan tâm với cộng đồng, với những người mà trong ngành nghề nail. Thì theo Thảo Vân thì Thảo Vân trước hết có thể giới thiệu sơ qua về cái nơi mà Thảo Vân làm việc. Được biết Thảo Vân là hiệu trưởng của AAI, tức là gì đó Vân ha? Asian American International. Trong ngành, nếu mà nói là em làm hiệu trưởng thì đã là 20 năm rồi, nhưng mà em đi dạy thì khoảng chừng 23-24 năm. Coi như là một lần này là lần mà em bị gọi như là bị cảm xúc rất là nhiều, là tại vì cái câu chuyện nó cũng là đơn giản. Như bao nhiêu người nói rằng ông thống đốc của mình nói một chuyện một cách rất là vô tư, nhưng mà nó đã vô tình nó hurt đến không những riêng em mà ngành nghề này của mình. Và nhất là em nói là nếu mà mấy em nail của em mà không đi làm được thì đương nhiên ảnh hưởng đến supply không bán được, ảnh hưởng đến manufacture không đẩy hàng được thì không ai muốn đi học của em cả. Và em rất là ao ước được muốn tiếp xúc với lại thị trưởng Tạ Đức Trí là ngay bên cạnh mình, và người có thể mình tiếp xúc dễ dàng nhất, và mình có thể là tiếp xúc để mình được anh truyền đạt được những cái cảm tưởng, những cái ý nghĩ, hoặc là những cái mà em bị trầm cảm suốt mấy bữa nay để em viết xuống, và trầm em mong được coi như là anh giúp đỡ cho vấn đề này. Cái trầm cảm ở đây là tại vì em không giải quyết được thì em bị trầm cảm, thì em phải kiếm lối thoát để mình thoát ra khỏi cái đó. Thì mình mới mong muốn được gặp và được nói chuyện với anh vào ngày hôm nay. Nhưng mà Thảo Vân khi mà ở trong cái lĩnh vực mà staple đó, thì Thảo Vân đi họp rất là thường. Có lẽ là những cái vấn đề mà vệ sinh là cái điều mà tối cần thiết, rất cần thiết cho cái ngành nail. Mình phải có thì staple mới approve và mới cho tiệm mình tiếp tục làm việc, phải không? Tụi em bây giờ là hồi xưa đó có những cái lớp học đó không có ở trong chương trình học về cái luật của staple, nhưng mà khoảng 2 năm nay là họ bắt mình là phải có ít nhất là 20 tiếng trong một cái lớp học về luật của staple là rất là kỹ. Nếu mà staple mà mình không có những cái cập nhật đó, mình có thể lên trên trang web của staple để lấy bằng tiếng Việt ra thoải mái và bất cứ lúc nào. Thậm chí những em mà đóng cửa tiệm hoặc là mở cửa tiệm có thể liên lạc với họ thẳng. Và trên có Facebook, có email và có website của staple, họ làm việc 24/24 để giúp đỡ mình rất là nhiều trong vấn đề update của những cái luật mới của staple. Thì hồi nãy Thảo Vân cũng như Thelmy có đề cập đến cái lời phát biểu của ông thống đốc Newsom, thì thị trưởng Tạ Đức Trí trước hết là ông nghĩ sao? Được biết là ông có gửi một cái lá thư đến thống đốc không ạ? Dạ, thưa chị Bích Phượng cũng như là thưa tất cả quý vị, chỉ là 2 ngày sau khi mà thống đốc đưa ra cái lời phát biểu, ông ta cho rằng những cái vụ mà lây lan đầu tiên mà liên quan tới cái COVID-19 là nó xuất phát từ trong một tiệm nail. Thì sau khi mà ông đã phát biểu cái lời này, ông đã khiến cho hầu như là tất cả những người làm nail, không chỉ riêng tại tiểu bang California mà những tiểu bang khác, vô cùng ngạc nhiên và bị shock. Thành ra 2 ngày sau đó, thì thưa chị Bích Phượng, thưa tất cả quý vị, chúng tôi có viết một cái lá thơ và chúng tôi đã gửi lên cho thống đốc tiểu bang California. Và cái nội dung lá thơ thì quý vị nếu mà đã từng đọc qua, tuy nhiên chúng tôi xin phép là có thể chia sẻ một vài điểm khá quan trọng của lá thơ này. Lá thơ này đầu tiên là tôi cũng chia sẻ với lại thống đốc rằng là khi mà thống đốc phát biểu cái lời này thì thống đốc chưa đưa ra một cái bằng chứng nào cụ thể cho rằng cái việc mà lây lan đầu tiên tại tiểu bang California đã xuất phát từ trong một tiệm nail. Thứ nhất là thống đốc chưa đưa ra một bằng chứng, và cái thứ hai nữa đó, chúng tôi cũng xin phép được nhắc nhở thống đốc rằng thống đốc cũng biết khá rõ rằng tiểu bang California là tiểu bang mà đưa ra những cái luật gìn giữ vệ sinh trong một tiệm salon hay một tiệm nail vô cùng khắt khe, vô cùng rất nhiều những chi tiết, những luật, và hầu như là tất cả những người mà nail professional, tức là những thợ nail, những chuyên gia làm nail, những chủ tiệm nail đều theo tất cả những cái luật mà tiểu bang California đưa ra. Và cái việc mà khi mà các thợ nail mà họ đã mang khẩu trang đó, là họ đã mang đó là một cái thói quen rất là tốt trước khi mà có những cái vấn đề như là COVID-19 xảy ra. Đúng. Thì cái việc mà mang găng tay hay là mang khẩu trang của một người làm trong tiệm nail là cái chuyện đó là một cái chuyện bình thường. Cô Thảo Vân với là chị Thelmy có thể xác nhận là một cái chuyện đó. Thật ra chúng ta thấy cái chuyện đó là những người ở trong ngành nail là người ta hiểu được cái luật là gìn giữ vệ sinh an toàn cho họ cũng như là an toàn cho khách hàng. Đó là chúng tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất đối với những người làm nail. Thành ra khi mà thống đốc đưa ra những cái lời phát biểu như vậy làm cho những người đó, nail họ rất là hoang mang, họ rất là đau buồn, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Thành ra trong cái lá thư chúng tôi có chia sẻ thêm là những lời thống đốc mà phát biểu là hoàn toàn không có thích hợp ở trong cái hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta biết cái hoàn cảnh hiện nay đó là ai cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đúng ra cái vai trò của thống đốc đó là phải là cái người tạo cái sự đoàn kết. Cái vai trò của thống đốc là phải đưa ra những cái đường lối, những cái chính sách để giúp cho những người đang ở trong ngành móng tay người ta yên tâm, người ta có thể có một cái sự bình yên ở trong tinh thần để mà người ta vượt qua những cái hoàn cảnh như hiện nay. Và thống đốc đã làm cái chuyện đó, đã phát biểu những cái lời mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi dùng chữ inappropriate, tức là không có thích hợp. Và cái câu cuối cùng của cái lá thư đó, chúng tôi hy vọng cái lá thư vừa viết ra những cái vấn đề mà thống đốc phát biểu, và chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai thống đốc có thể đưa ra một cái cách giải quyết để mà giúp đỡ cho những người ở trong ngành nail. Đó là chúng tôi hy vọng một cái người lãnh đạo đứng đầu tiểu bang California sẽ phải đưa ra một cái hy vọng, một cái niềm tin cho cư dân tiểu bang California, đặc biệt là những người đang ở trong ngành này. Vậy thì cái expectation của thị trưởng Tạ Đức Trí, cái sự mong muốn của thị trưởng là thống đốc phải làm gì? Chúng tôi hy vọng rằng thống đốc sẽ đưa ra những cái chỉ dẫn, những cái quy định để mà hướng dẫn và giúp đỡ và hỗ trợ những người trong ngành nail. Đó là vai trò của thống đốc. Và đó là những cái điều mà không chỉ riêng những người trong ngành nail mà tất cả mọi ngành nghề đang có hướng tới thống đốc, để yêu cầu thống đốc là một cái người đứng đầu của tiểu bang California. Tất cả mọi người mong muốn rằng có cuộc sống bình yên, tất cả mọi người muốn rằng sẽ trở lại đi làm bình thường, tất cả mọi người đang thất nghiệp muốn có việc làm. Đó là những người ta muốn có cái cuộc sống, muốn trở lại cuộc sống bình thường, và người ta đang có đợi thống đốc đưa ra những cái chính sách đó. Thành ra những lời phát biểu của thống đốc nó vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống của mọi người. Rất là nhạy cảm thôi mà. Thì Thelmy cũng như Thảo Vân trong cái ngành này thì có lẽ là cũng sẽ cảm thấy đau buồn và tổn thương. Thì có thể cho biết được bây giờ, Phượng biết, theo Phượng đoán đó thì hai người ngồi đây cũng như là tất cả những anh chị ở trong ngành nail đều rất là mong muốn trở lại, bởi vì nhớ công việc nè, rồi đồng thời cũng phải có cái kế sinh nhai và đồng thời phải trở lại làm. Thì như vậy cái sự chuẩn bị trước mắt là mình phải làm những gì khi mà mình trở lại, và mình muốn ông thống đốc giúp mình cái gì? Tụi em thì muốn là thống đốc có cái luật, không những tụi em phải follow up theo Steve Ball, bây giờ phải follow up thêm một cái luật nữa gọi là Covid nữa. Tức là mình phải có hai cái luật để mình đi theo. Nhưng mà trước mắt bây giờ là mình nhờ đến sức mạnh của cộng đồng để nói cho ông biết rằng mình bị tổn thương không phải là khách hàng, mà là chính những người technician như tụi em là không muốn bước vô tiệm để làm nữa rồi. Nếu mà nó lây lan là từ một cái tiệm nail nào đó ra thì mình là người technician, mình đã ngại ngùng đi làm. Thì em, giống như em hôm nay cũng có những câu hỏi rất là nhiều từ của những em học trò, giống như là nói rằng bây giờ nếu mà từng bước thị trưởng đã biên thơ lên cho thống đốc rồi, Bây giờ bước kế tiếp mình phải làm gì để mình đạt cho tới ông, để ông hiểu và ông biết rằng tụi mình đang là muốn làm những công việc đó với ông? Dạ, cái câu hỏi của chị Thảo Vân rất là hay, thì chúng tôi cũng xin thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin phép là yêu cầu quý vị tiếp tục liên lạc với lại các vị dân biểu tiểu bang, các vị thượng nghị sĩ tiểu bang mà trong đơn vị của mình. Chúng ta viết càng nhiều thơ, càng nhiều email đó, đó là những người đại diện cho chúng ta tại tiểu bang California. Tiểu bang California có 80 dân biểu tiểu bang và 40 thượng nghị sĩ tiểu bang. Thế là nếu mà quý vị ở vùng nào, xin phép quý vị sẽ tiếp tục liên lạc bằng email. Quý vị sẽ đưa ra những cái đạo đạt của quý vị vào. Quý vị sẽ hy vọng rằng những người đại diện quý vị ở cái đơn vị mà quý vị đang có sinh sống đó, sẽ đạo đạt cái vấn đề này lên thống đốc. Tại vì ở tiểu bang California có 80 dân biểu tiểu bang, họ làm việc cho quý vị, họ là tiếng nói của quý vị, cũng như 40 thượng nghị sĩ tiểu bang, họ là tiếng nói của quý vị. Yeah. Theo như Phượng biết thì có 3 vị dân biểu liên bang cũng đã gửi thư đến thống đốc, phải không ạ? Thì hy vọng rằng ông sẽ có cái câu trả lời sớm cho chúng ta, phải không? Thelmy thì Thelmy có thể cho biết em mong muốn gì từ thống đốc? Em nghĩ rằng qua cái lời phát biểu của thống đốc á, thì những cái gì thống đốc đã nói ra thì thống đốc cũng đã nói ra rồi. Thì cái lời phát biểu đó thực sự nó không có đúng, mình không có đồng ý, nó không đúng, nó không công bằng. Cho nên đó, bây giờ mình thấy nó không, mình không đồng ý. Thì bây giờ mình không đồng ý thì thống đốc của tiểu bang mình là boss của mình, đúng không? Boss của mình bây giờ đặt mình vô cái vị trí là cái state tuy là số 3 rồi. Thì bây giờ ngành nail của mình và quý vị thợ nail và chủ tiệm nail, bây giờ mình nên move on. Mình coi như là cái này không phải lỗi của mình, Covid-19 không phải lỗi của ai hết, không phải lỗi ai hết, lỗi từ một nước khác, rồi từ một nước khác đưa qua con người, và con người lây từ nước khác qua nước kia. Không có thể nào một cái con Covid-19 từ đồng nó bay lục địa, xuyên con lục địa, nó chạy vô cái tiệm nail của chúng tôi nó ngồi được. Nó phải đi từ đâu tới, và ai đem vô và ai đem ra, đâu có ai thấy hết, cái đó invisible, không thấy được. Cho nên á, thì mình nghĩ rằng khuyên mấy anh chị em ngành nail mình cũng đừng có lo lắng nhiều nữa, mà mình phải suy nghĩ tích cực, không suy nghĩ tiêu cực. Là bây giờ mình từng bước mình chuẩn bị cho những cái gì cho tiệm mình khi trở lại. Khi mình trở lại mình chuẩn bị nào là những cái sản phẩm và những cái dụng cụ về khử trùng, rồi những cái đồ để bảo vệ cho mình, chủ tiệm và thợ và khách hàng. Thì khi mà khách hàng mình á, mình impress họ, họ trở lại, họ thấy mình, ủa sao bây giờ, hồi xưa nó cũng đã clean, cũng đeo mát này nọ kia rồi, nhưng mà bây giờ là mình trở lại, mình theo một cái luật khác giống cô Thảo Vân nói. Thì người khách họ rất là cảm kích và họ cảm thấy thoải mái, mà người thợ và người chủ cũng không có sợ cái gì nữa, tại vì mình đã có confidence, mình đã có niềm tin là những cái gì, những cái điều luật đã đề ra mình đã làm đúng, và mình làm đúng theo căn bản đạo đức của mình là professional ethics. Tất cả những người tiếp thợ nail của mình bao lâu nay họ rất là có lương tâm, họ khi họ phục vụ khách hàng họ đều clean và họ đều làm những cái gì mà Techboard đưa ra dưới sự giám sát rất là chặt chẽ của Techboard, chứ không có phải là bình thường. Cho nên Thelmy nghĩ rằng quý vị suy nghĩ tích cực, không suy nghĩ tiêu cực nữa, mà mình phải làm một cái gì đó, đừng có trầm cảm nữa, và cũng đừng suy nghĩ cái lời nói đó nữa, tại vì cái lời nói đó không phải của những cái lỗi đó không phải của mình. Thì mình đừng có pay attention quá. Sau này sẽ có những vị dân biểu hoặc là thị trưởng Chí Tạ, mọi người giúp sức một tay và sẽ giúp cho cộng đồng ngành nail mình có thêm vài tiếng nói, gửi thư thêm lên trên kia, rồi nhờ thống đốc, nhờ boss của mình trong tiểu bang Cali mình là quân bình lại cái lời nói, quân bình lại cái lời nói để mọi người đều được thoải mái, và khách hàng và thợ nail khi họ trở lại tiệm nail họ cảm thấy rất là vui, và họ không có cảm thấy ô tại sao thống đốc không có công bằng với họ. Thì cái đó chắc có lẽ là thời gian. Đúng rồi. Và khi mà trở lại thì chắc chắn mình sẽ áp dụng cái social distance. Dạ đúng. Cái social distance thì bây giờ là 6 feet, là 6 feet. Hoặc là appointment. Mình đừng có làm, mình đừng có nhận khách ào ạt giống hồi trước nữa, mà mình bước từng bước, mình lấy hẹn từ từ. Thì khi mình thấy mọi sự việc, cái coronavirus này nó bắt đầu không thấy nữa, nó mất tiêu rồi, mưa nắng gió nó bay hết rồi, thì lúc đó mình thì chính phủ và thống đốc sẽ cho mình trở lại bình thường, gọi là tháo gỡ lệnh cách ly. Cảm ơn Thelmy. Sẵn đây đó thì được biết là Thelmy có một cái product, một cái sản phẩm rất là độc đáo, thì có thể tiết lộ bí mật tí xíu được không ạ? Cô Thảo Vân rồi chắc biết nhiều hơn rồi. Mời Thảo Vân. Dạ, thưa quý vị và khán giả đang theo dõi Cuba Facebook Live, Thelmy cũng có một cái sản phẩm rất đặc biệt và rất là độc đáo trên thế giới và trên nước Mỹ này. Là lần đầu tiên Thelmy có được USPTO của Mỹ chấp nhận cho Thelmy có được cái patent. Cái đó là một cái bằng phát minh sản xuất về cái kềm. Và cái kềm này á, thì hồi xưa giờ quý vị dùng cái kềm 1 tuần 2 tuần nó cùng đi, thì bây giờ cái kềm này sẽ dùng được 2 đến 4 tháng. Thì nó mới cùng. Rồi quý vị có thể cầm cái kềm của Thelmy lâu năm á. Cái kèm Thelmy nó có cái tên công ty Thelmy có tên là Megatool. Megatool. Cho nên cái magnet đó nó sẽ giúp giảm đau nhức, rồi giảm những cái sự co thắt và đau đớn ở trên bàn tay của người thợ nail, và nó save được thời gian khi mình ngồi lâu quá. Nếu mà cái kèm nó cùng quá mình ngồi lâu mình cũng đau lưng, cho nên mình cũng không đau lưng. Mà chính phủ cũng được là coi như là không có sản xuất nhiều, thì cái môi trường nó cũng tốt hơn. Thay vì hồi xưa 2 tuần sản xuất một cái kèm, bây giờ 4 tháng 2 tháng mới sản xuất một cái kèm, thì nó cũng tốt cho môi trường. Hay quá, như vậy tiết kiệm được thời gian nè. Rồi cái điều mà Bích Phượng vừa nghe đó là sức khỏe, tức là giúp cho cái tay của mình không có bị chặt, rồi đồng thời giữ cái kềm được lâu hơn. Và khi mà cái kềm đó mà nó có những cái điểm, những cái nốt đặc biệt như vậy đó, những cái cầu ghề hiện lên như vậy, thì nó có phải là nó sẽ massage, nó sẽ tới những cái huyệt, nó làm kích thích những cái huyệt, rồi stimulate. Nói chung là rất là tốt cho người thợ nail mà họ ngồi mà họ cầm cái kềm á, họ cứ cầm ngày nào họ phải cầm, đúng không? Và họ every hour, every minute. Nếu mà manicure pedicure thì họ phải cầm cái này là được approve rồi. Dạ, được có bằng phát minh, có patent, và đây là cái patent chính phủ đã gửi về. Coi như là có bản quyền luôn. Dạ, đúng rồi, em lên khoe với khán giả. Cảm ơn Thelmy và chúc mừng nha. Congratulations. Cảm ơn. Có lời gì để thêm vào? Đã theo đuổi lâu rồi, giờ đạt được là cũng bình thường thôi. Nhưng mà em cũng vẫn còn thắc mắc cái luật của em. Tại vì thực ra đó, giống như là nhiều em học trò cũng như là khách hàng, thậm chí là những người bạn ở trên Facebook cũng nói rằng nếu anh nghĩ sao mà mình cần một lời apologize từ thống đốc. Dạ, thì cái này thì đã có những cái email cũng như là những cái lời chia sẻ của rất nhiều những đồng hương ở trong cộng đồng Việt của chúng ta. Hy vọng rằng thống đốc sẽ có một lời xin lỗi, hay ít nhất là thống đốc cũng sẽ đưa ra hay là giải thích thêm là tại sao mà thống đốc lại đưa ra những lời phát biểu như vậy, hay là thống đốc có thể là đưa ra thêm những cái luật hướng dẫn để mà bày tỏ sự ủng hộ của thống đốc đối với những anh chị em đang ở trong ngành nail đó. Thì đó là cái điều mà tất cả đa số những người trong ngành nail đang chờ đợi. Theo như Bích Phượng nghĩ đó, Phượng thì với cái vai trò khách quan thôi, Phượng không có trong ngành nail, nhưng mà ví dụ như mình là con người, mình có những cái human error. Đôi khi có thể là ông thống đốc, ông không có mean như vậy, ông không có muốn nói những cái lời mà xúc phạm như vậy, mà ông vô tình ông làm cho mình bị hurt cái feeling như vậy, thì mình cũng đau cũng buồn. Nhưng mà Phượng cũng hy vọng rằng ông sẽ có cái cách giải quyết để cho mọi người đều vui vẻ hơn. Và cái điểm quan trọng mà Bích Phượng nghĩ trước mắt là mọi người trở lại làm việc, và làm sao mà có cái sự vui vẻ và có cái sự giúp đỡ hưởng ứng của giống như là support của ông thống đốc và tất cả những vị lãnh đạo để mà cùng nhau tiến lên. Bởi vì cái việc mà đóng góp của các anh chị trong ngành nail nói là 80% rất là nhiều, phải nói là khổng lồ luôn á. Cho nên Phượng thấy được cái value, Phượng thấy được cái giá trị của ngành nail salon. Thì mời Thelmy. Cho em nói hết cái lời này vì em cảm thấy hiện tại á, thì bây giờ á, đợi thời gian sau khi mình trở lại đi làm việc bình thường thì mình mong rằng cộng đồng nail mình nhờ sự ủng hộ của dân biểu và thị trường và những người họ sẽ support mình để mình có được một cái tiếng nói trong cộng đồng nail mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Tại vì có những thống kê rất là rõ ràng của UCLA, trường học Bộ Lao động của trường học UCLA, họ đã chứng minh rằng 92% là 92% là người dân Việt Nam mình trong ngành nail lao động rất là cực lực, và 72% là 72% là female, phụ nữ của mình có job từ cái ngành nail này. Và cái tỷ lệ thất nghiệp trong ngành nail của mình only 3%, chỉ có 3% là unemployed trong cái nail industry của mình. Cho nên là thống đốc có thể sau này thống đốc có thêm thời gian hay là có sự giúp ủng hộ của những vị như vậy, những vị như là Trí Tà, Mel hay là những vị dân biểu, thì thống đốc có thể nhìn lại và thấy rằng một cái big job, một cái kỳ nghề bây giờ không còn là một công việc, nail không phải còn một công việc mà nó trở thành một cái kỳ nghề rất là lớn. Mình đóng góp rất là nhiều cho tiểu bang. Đúng, cái sự đóng góp của các anh chị trong ngành nail thì chắc chắn rằng mọi người đều thấy và thống đốc cũng đã thấy. Cho nên là trước khi chúng ta chia tay, rất tiếc là Phượng muốn hỏi rất nhiều, tuy nhiên thời giờ thì có hạn. Chắc là Phượng xin mời mỗi một người có thể gửi lời nói bổ túc thêm hay là nói lời cuối trước khi chúng ta chia tay. Mời cho mình. Em nói em gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả và các bạn bè ngành móng. Một lời cảm ơn chân thành nhất đã được ủng hộ cho ngành nail và sản phẩm của Kupa cũng như là những sản phẩm khác trên thị trường mấy lâu nay. Các anh chị thì cũng yên tâm, sau này sẽ có nhiều support, nhiều sự giúp đỡ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thank you Thelmy. Mời Thảo Vân. Một lời nói của em là cuối cùng thôi. Chị mong rằng sau buổi meeting ngày hôm nay cũng như livestream ngày hôm nay, mình phải nhờ anh Trí Tạ nhiều hơn, thị trưởng giúp đỡ nhiều để mình truyền đạt tới tấp lên tới thống đốc và có một câu trả lời rõ ràng hơn cho những anh chị em trong ngành nghề nail. Mà không được trầm cảm nữa nha. Mời thị trưởng. Rất là cảm ơn chị Bích Phượng. Chúng tôi cảm thấy là vinh dự để được mà ngồi mà chia sẻ một số những cái quan tâm về ngành móng đối với là chị Thelmy với là chị Thảo Vân, và cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị đang làm ngành nail. Cái sự hy sinh của quý vị là cái nền tảng, là cái hy vọng để cho những thế hệ về sau trong cộng đồng Việt Nam chúng ta tiếp tục phát triển, và cá nhân chúng tôi thì lúc nào cũng xin được lắng nghe những nguyện vọng, những quan tâm của tất cả quý vị, và chúng tôi sẽ làm trong khả năng của mình để mà hỗ trợ cho quý vị cũng như thể hiện cái sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Rất là cảm ơn chị Bích Phượng đã dành thời gian để mà tham dự cái buổi hội luận ngày hôm nay. Cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí rất nhiều. Và kính thưa quý khán thính giả, Bích Phượng rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Tuy thời hạn ngắn ngủi, tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng qua cái buổi nói chuyện này thì quý vị có thể thấy được cái sự chia sẻ, những cái sự quan tâm cũng như là cái sự mong mỏi, một cái hy vọng, một cái hướng đi trước mắt, và nhất là cho ngành nghề nail thì hy vọng rằng những cái lời trình bày của các anh chị ngày hôm nay thì quý vị thấy được cái value, cái giá trị và cái sự đóng góp rất là tuyệt vời và phải nói là vô cùng của các chuyên viên ở trong ngành nail salon. Và hy vọng rằng ông thống đốc của tiểu bang California thì có thể mau mau có những cái cách giải quyết hay là có những cái lời nào để mà giải tỏa cái nỗi đau buồn hay là trầm cảm để cho các anh chị cảm thấy better và trở lại công việc riêng của mình để tiếp tục giúp ích cho gia đình, xã hội và nhất là cho nền kinh tế của nước Mỹ. Và Bích Phượng một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và xin kính chào tạm biệt. Get ready for a gel lamp like you've never seen it before. The brand new Mani Pro Glo lamp is the sleekest on the market, with customizable color sleeves to match your mood. Whether you're feeling flirty or elegant, the Mani Pro Glo has got you covered. It's powerful, completely wireless, and built to last all day, so you can focus on your passion and creativity. It has amplified power to make sure your clients are comfortable and relaxed. With two stylish color combinations, the Mani Pro Glo is more than just a lamp. It's a fashionable accessory. Color me Kupa. Find it online at kupainc.com or call us at 1-800-994-5872.